Trận đấu tiền lâu đài của lâu đài Mikati kỳ 111 giữa tay vợt Huỳnh Phước Hậu và Lê Nguyên Khánh, điều khiển trọng tài là anh Thành. Mệnh giá sơ bộ trận đấu hôm nay là 200 bia và sẽ đánh 7 set. Hậu giao bóng 1-0. Hai đối thủ này có một số lần gặp nhau bên ngoài, ăn qua ăn lại, và lần này đánh chính thức trên đài sẽ là trận đấu hứa hẹn những cái pha bóng qua lại rất là hay. Khánh vào bóng 1-2. Wow, một bên là chủ cờ, một bên là công rất bén càng. Hai đều. Wow. Năm hai. Wow. Tấn công sắc bén và phòng thủ dẻo dai. Đội giao bóng cho Hậu 3-5. Bốn năm. Và hai quả giao bóng anh trực tiếp 5-5. Qua lại rất đẹp của hai bên. 5-6. Đội giao bóng 7-5. Tám năm. Khánh vào bóng 6-8. Tám đều, rất là ngang ngửa. Lại một quả ăn trực tiếp cho bóng nữa của Hậu 9-8. Chín đều.
đôi không rất quyết liệt của hai bên. Chơi nữa nè. Hay lắm Dung. 19. Và 11-9, như vậy set thứ nhất đã kết thúc với lại phần thắng nghiêng về cho Khánh.